Khi mà chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình chính, bắt đầu vào những game show và nhận được quà tặng của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Emily Miss Audition 2007. Xin chào mừng Emily. Lần đầu tiên, chúng ta hãy Emily xin được lời chào tới tất cả quý vị đại biểu và các bạn học sinh của trường Đại học Văn hóa. Và hôm nay rất vui được đến đây để cùng tham gia những chuỗi hoạt động để tuyên truyền cho những hành động bảo vệ động vật hoang dã. Và Ly cũng mong rằng là tất cả các bạn sinh viên ngồi đây sẽ cùng với Ly sẽ cùng đóng góp một phần để tuyên truyền cho những người thân và bạn bè của mình có một khẩu hiệu rất là lớn ở đây ạ. Tiêu thụ hôm nay, tuyển chủng ngày mai. Các bạn hãy cùng với Hương Ly tuyên truyền tới các bạn bè của mình được không ạ? Có được không ạ? Cảm ơn rất nhiều. Và quay trở lại chương trình, Hương Ly xin gửi tới tất cả các anh chị và các bạn một bài hát rất quen thuộc được mang tên La La, xin mời các bạn lắng nghe. Yeah, this is one more time, yeah, my L-Y, you know, my come on, come on. Come on. And there's some noise, it's time to make you say it's love, it's time to make you say it's love.